sau nha anh em nhá. Giờ để có game à, quy trình nó phải như này đã. Rồi và tiện thể thì cũng thông báo luôn là nếu mà anh em nào mà yêu thích kênh 23 Creative thì anh em có thể like, subscribe kênh YouTube của mình, follow kênh Twitch và subscribe cho kênh tốt của Twitch. Và giống hết thì bọn mình hiện tại đang có chạy quảng cáo cho một vài bên. Mua FPT Playbox hôm nay có ngày tất cả phát và anh em có thể click vào đó ủng hộ cho anh em 23. Cố gắng duy trì cái studio hiện tại. Đó. Thế thôi, chúng ta sẽ cùng đến với cả trận đấu thôi. VC Gaming chơi AA cùng với Tuska rồi. Bộ đôi băng giá của Liquid có Doom. Và Lenor của phía team Liquid đang ngửi thấy mùi chết chóc rồi. Doom mà gặp quả Tuska đi chung một carry đã rất là toàn. Những lượt ban của cả hai bên thì không có gì mới lạ cả. Họ đều ban những hero cũ kỹ thôi. Như kiểu là DP rồi là ma rồi là xin lỗi DP rồi là chó rồi là bên. Còn bên phía team VC Gaming họ ban IO, Night Stalker, rồi Sen King, Phantom Lancer dành cho bên phía team Liquid. Rồi, và lượt ban của bên phía team Liquid thì nó sẽ là hero gì đây? Còn VC Gaming liệu có chơi Void nhỉ? Kiểu AA Void nghe chừng cũng rất là hủy diệt, nhưng mà gặp con PL này mà úp lồng lỗ một cái thôi, nó quất cả team. Thực sự, team Liquid ban đi LC rồi. LC đi lên với PL thì rất là lợi thế với Overwhelming Odds. Cộng nhiều điểm sẽ khiến cho con PL này luôn luôn ở một cái trạng thái máu rất là thấp và hoàn toàn có thể bị gank bất ngờ bởi những cái TP của support. VC ban đi Oracle. Và ngửi thấy mùi là muốn chơi những con hero theo dạng Initiator vào túm gọn một người đấy rồi. Oracle là một con hero counter những hero kiểu như vậy, như cái Beastmaster này, rồi Bad Rider này. Liquid thì họ đã ban đi Axe. Còn bên phía thì VC Gaming họ sẽ có lượt ban thứ 5. Ồ, chưa tan nhà, đây rồi, anh em đợi tí. Vâng, rất là cảm ơn. Rồi, bây giờ VC Gaming, họ sẽ làm gì để counter Phantom Lancer đây? Có hai cách. Cách thứ nhất, đấy là họ sẽ counter Phantom Lancer bằng những kỹ năng khống chế anh này một cách tuyệt đối. Kiểu bây giờ lồng trúng một phát của Phyllis Void rồi combo A và là chết luôn. Hoặc là dồn sát thương diện rộng nhanh. Cách thứ hai đó là counter khoản đi lên, tức là không cho nó farm, nó sẽ nghèo. Và khi mà một khi mà đã nghèo trong Dota thì nó cũng như cuộc đời đấy các bạn ạ. Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo công lý, là mục tiêu của rất là nhiều thứ. Thế nên là đấy, khi mà VC Gaming có thể đè được trong giai đoạn đầu, còn Luna chẳng hạn đè network, sau đó thì end game đầu sớm thì PL cũng không thở được đâu. Rồi, tiếng in game to lên một xíu à. Đây, mình cho to lên một xíu rồi. Rồi, ban Clockwork DK để cho VC Gaming. Rồi, và team Liquid bây giờ thì họ đang suy nghĩ để có lượt pick thứ 3. DK là một hero có thể kết hợp tốt cùng với các thành viên của bên phía team VC Gaming. Còn Initiator, ta la vào với những tình huống stun. Sau đó thì A có thể ném bóng băng, Tuska có thể lao vào cùng. Và quan trọng thì trụ lên rất là khỏe. Có sát thương diện rộng để chơi PL luôn, rất cứng. Một cái BKB thôi cộng với cả lượng giáp trụ của DK có thể giúp cho anh này chơi ở cả ba giai đoạn. Liquid họ pick Wind Ranger. Con này bắt đầu quay trở lại meta rồi. Khi mà những cái talent của nó càng ngày càng trở nên củ chuối. Nào là Wind Run tàng hình này, rồi là Focus Fire Mini Stun này. Rồi chưa kể là vừa bắn vừa chạy skill 3 được. Còn trông nó rất là hài. Đặc biệt là con này đi lên cực kỳ khỏe luôn với Power Shot. Vừa ăn creep vừa harass luôn. Shackle cũng luôn là một thứ mà khiến cho các thành viên của VC Gaming họ khó trong cái việc lựa chọn cái khoảng cách cự ly các thành viên, cự ly đội hình. Win này thì thường thì các team họ nếu mà phát huy hiệu quả tối đa họ sẽ đánh ở vị trí mid. Nhưng cũng có một vài biến thể để con này ở vị trí support, lấy một cái Shackle với thời gian lâu thôi, cộng với việc Power Shot có thể gây rất là nhiều sát thương, khả năng chạy trốn tốt, hoàn toàn chơi được.
Rồi, vẫn đang suy nghĩ ra VC Gaming chơi gì bây giờ đây. Phelous Void chăng? IKAA nghe chơi cũng thơm nhưng ăn cái Doom thì hơi mệt. Omni-Nine dành cho bên phía VC Gaming để hoàn toàn phá bỏ sát thương vật lý của đối phương. Guardian Angel, Repel đi lên rất là khỏe, không ngán lắm những tình huống lao vào. Phải cái là nếu mà gặp con Doom này mà nó chơi hay, nó vào nó cứ Doom trước cho cái thì bên phía VC cũng hơi khó chơi. Thực sự team Liquid bây giờ có Lurpik. Con Doom này nó cũng có thể chơi lại con Omni-Nine bằng cách là ăn cắp cái Purge của con đệ Statia trong rừng. Khi mà con Omni-Nine nó dựng Guardian Angel lên mà bên phía team Liquid vẫn muốn dồn đam và có thể dùng cái Purge đó và dồn đam vào. Chơi được, trong đây là đang nói đến cái đoạn mid game. Là phải đi lên thì phía team VC rất khỏe, những cái core đều là những core mà người ta dùng từ gọi là hơi bị tủng một tí thì nó là trâu bò chó lợn. Đấy kiểu DK thì có giáp, có regen, Omni-Nine thì repair, purification, Degen Aura luôn. Degen Aura là một kỹ năng mà ngăn hạn chế đối phương truy đuổi mình rất dễ dàng. Rồi không biết là bên phía Team Liquid họ chơi Wind Ranger ở vị trí gì. Thật ra là nếu mà là tôi thì tôi lại đang nghiêng về một Wind Ranger đánh vị trí support. Pick một con hero khác có thiên đường Snowball mạnh hơn. Vay bơ vay biển chăng? Vẫn đang suy nghĩ, bên phía Team Liquid họ đang nghĩ rất là kỹ. Dimit với DK bây giờ vẫn còn khá nhiều hero thoải mái được. Nếu như con Windranger không đánh ở vị trí co, đây là giả dụ nếu như thôi. Ở đây ho điểm vẫn co, đối phương có repel các thứ cũng khá căng nhỉ. Được cái là cứu người các thứ nữa. Úp xuống. Liquid lựa chọn cho mình Razor. Razor là một cái counter pick phổ biến ở Omni-Nine. Cho dù Omni-Nine có sử dụng repel lên người thì con Razor nó vẫn có thể hút đam. Và sát thương của nó thì là sát thương vật lý khá nhiều. Đi lên bây giờ thì chắc là để cho Razor đi cùng với Omni-Nine là đẹp. Bất kể là chơi lên kiểu gì, Omni-Nine xếp lên thì ông Liquid thì cũng đẩy con Razor lên cộng 1 để chiến top chơi cùng. Ở bên phía team VC Bani Rubik, tức là họ nghĩ là bên phía team Liquid sẽ chơi 3 core là Windranger, Phantom Lancer và Razor. Nhưng mình thì mình không nghĩ vậy cho lắm. Có thể sẽ là Windranger support lấy một cái Shackle Shot sớm. Cũng là tùy thôi. Vẫn bỏ ngỏ khả năng đi lên của Windranger, đi lên ở vị trí ở tâm thế là core, ở vai trò là core. Liquid họ sẽ có lượt ban cuối cùng, ban đi slot rồi. Và sự lựa chọn của bên phía team Liquid last pick. Razor support thì chưa thấy team nào chơi. Razor support thì hơi lạ thật. Liquid lựa chọn Keep of the Light. Và như vậy là họ sẽ chơi với bộ ba core Windranger. Từ chưa chắc. Doom này hoàn toàn thể là một hero offlane. Razor, Phantom Lancer. Nếu mà pick như này thì Razor đi cùng với DK, Doom đi cùng với Omni-Nine, Phantom Lancer sẽ được bảo kê farm. Hỏi lab rất thảm với phía team Liquid. Tất cả những hero mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình của phía team Liquid đều là những hero cần trang bị cũng như là kinh nghiệm rất lớn ở VC Gaming. Họ lựa chọn Spectre, Miracle Razor, Ori DK, Kuroki Keep of the Light, GS chơi gì?
Doom hay Wind Ranger. Wind Ranger trong tay của GS và Phantom Lancer của Maturman. Ok, vậy thì bên phía Team Liquid họ sẽ chia lên ra sao? Tôi thì tôi lại nghĩ trận này PL hoàn toàn thể đi mid với DK, không có vấn đề gì cả. Razor sẽ đi với Omni Knight và Doom sẽ đi cùng Spectre. Đấy là trên lý thuyết bên Liquid muốn, còn bên phía VC họ muốn là gì? Họ muốn con Spectre này được hỗ trợ farm bởi hai support, đó là Tuska của Ancient Apparition đi lên safe. Họ sẽ không quan tâm đến đối phương của mình là ai, con Spectre này sẽ không đổi lên. Omni Knight rất muốn được đi cùng với cả Phantom Lancer, tại vì Phantom Lancer sẽ không cản Omni farm được. Và Razor của VDK thì là một kèo mà bên phía VC Gaming họ hoàn toàn thoải mái. Liquid đang có một cái lá pick rất tham lam, nhưng liệu cái sự tham lam của bên phía Team Liquid nó có là đủ hay không? Mid game thì cái sức sát thương của bên phía Team Liquid nó bắt đầu mới được hình thành, còn giai đoạn early thì Liquid trông hơi thiếu đam. Tức là những con hero như kiểu là GS, Wind Ranger thì lúc đầu cho dù một điểm vào shot thì lượng sát thương nó cũng không là nhiều, anh đã cũng phải ưu tiên cộng vào những kỹ năng như là Shackle. Còn Doom này khi đi offlane thì ít nhất phải có khoảng level 3 để bắt đầu cái sức sát thương nó mới mạnh được. Paler cũng không phải là một hero dồn đam quá nhanh. Tức là cái năng khả năng dồn chết một người ở bên phía Team Liquid nó không có. Liquid đang hướng đến một lineup mà đánh rông dài. Mà đánh rông dài thì đối phương lại có Omni, DK, Spectre, toàn những hero đánh rông dài đó chứ. Eleven anh ta đâm thẳng đến khu vực offlane rồi. Đấy, và để cho Mind Control là người cầm Razor, tức là làm gì thì làm, con Razor này sẽ cố gắng đi cùng với con Omni. Miracle chơi Doom, hay quá, Miracle đổi role đi offlane. Và người đi mid sẽ là Maturman. Dự đoán rất chuẩn nhưng mà không chuẩn player chơi thôi. Tức là bên phía Team Liquid họ sẽ để cho con Razor này đánh ở vị trí safe lane và đi cùng với cả Omni Knight, để cho con Doom này của Miracle sẽ có sự hỗ trợ của support. Có thể sẽ là 2-1-2 hoặc cũng có thể sẽ là 3 người luôn, Maturman solo mid. Họ tip luôn cho Miracle 200. Ra nói tấu hài hay không thì nó cũng không đến mức tấu hài, bởi vì là cái player chơi của bên phía Team Liquid thì tôi nghĩ về cái kỹ năng cá nhân của ba cò họ thì nó xem nhau. Dù gì dù nó rất là xem nhau, quan trọng cái mục đích chiến thuật của bên phía Team Liquid thôi, họ muốn dồn tài nguyên cho ai. Và rõ ràng trận này là một trận mà Razor là một cái pick chỉ để counter trực tiếp Omni Knight thôi, thì có lẽ là bên phía Team Liquid họ không muốn dồn tài nguyên quá nhiều cho Razor. Và bên phía Team VC đã nói mà con Omni rất sợ con Razor, con Omni bắt đầu cun cút xuống bot rồi và để cho Spectre có sự hỗ trợ của hai support. Ok. Rồi, Lenum đã có mạng khu vực trên này khi các thành viên của bên phía Team Liquid họ đang cố gắng để có thể cướp rune, và Kuroki là người nằm xuống với cú ông thể lực. Dunner White vừa đá chat cái quay trở lại chết, cứ tưởng mọi chuyện yên bình rồi, con Doom Miracle lại dắt con đàn chào đống lên trên top để đi cùng với Spectre và đảo Razor xuống dưới, mất công di chuyển rất nhiều. Và như thế này thì Liquid họ sẽ để cho đối phương free một turn creep, thậm chí là 2 turn. Như kiểu Razor này là 2 turn creep dành cho Eleven rồi. Thực sự luôn, vừa ra đoạn đầu game trông rất yên bình. Đá chat các bạn xem các bạn nói gì về cách chia lên này của Liquid cái thì một người chết, thằng GS bị giữ chân trông giống hai người chết này. Tiếp tục chém, chạy đi đâu sông sáu. Úi dồi ôi, hai mạng rồi. Fenrir có cho mình 151 tiền. Rất điền anh em ạ, không biết đường nào mà lần. Mid lane Maturman đi cùng với Ori, đây là niềm hy vọng vàng của làng cá ngựa. Không có lý do gì mà lại không phải là Maturman đổi lên luôn tới bên phía Team VC. Rất ngán Omni này mà đi cùng với Razor thì thôi thì đổi lên. Không đổi lên rồi. Trên này thì Miracle sẵn sàng TP, cậu lại đổi xuống. Căng thẳng luôn, hai support của VC cũng đi bám Spectre rồi. Sẽ hình thành lên 3 với Spectre. Đã trông giống là bên phía Team Liquid chuẩn bị dắt nhau đổi lên này. Không biết là có đổi không. Để Razor đi lên này, Razor lại không thoải mái được. Ngay lập tức là một dao, vừa nói đến cái chuyện thoải mái hay không. Razor của Magatro trông rất giống Toàn, liên tục bị chém vào. Spectre đã có một điểm mà Desolate và anh ta chém chết được đối phương. Chính xác thì Fenrir là người ăn mạng.
Nhưng Fire Rider thì Razor của Mark Cho đứng tách biệt hoàn toàn với Creep và anh ta bị dính những cái nhát Desolate rất là đau, thêm tới 20 đam trong một phát chém, 20 đam ở trong giai đoạn đầu nó rất là căng thẳng. Miracle cũng chuẩn bị đổi lên rồi. Mid lane có vẻ sẽ căng thẳng đây khi mà Matuoman anh ta sẽ được dựng êm vào Tuska của Lenum đánh rất chuẩn. Tuy nhiên hai support của bên phía Liquid cũng lôi nhau ra mid luôn. Ở dưới bot thì Miracle anh ta sẽ phải một đấu hai. Từ từ đã, support của Liquid vẫn đang chạy. Vâng, pick hai con hero chạy nhanh với cái ý đồ là đi roam liên tục à. Hàng support chạy rất điên luôn đấy. Con này 337 không có giây này. Anh này 297 nhưng mà có một điểm win run. Pick support chạy nhanh để đi roam nhanh hơn. Ý tưởng rất đẹp dài của bên phía Liquid luôn. Doom level 3, một điểm đốt, một điểm nuốt và một điểm chém. Doom có quả Infernal Blade, hỏa diễm sát đao này rất là căng kèo, nhưng mà ít ra cũng phải 3 điểm cơ thì con Spike này nó mới cảm thấy thấm tháp. Chứ còn bây giờ thì con Spike nó vẫn còn cứng lắm. Tango tăng hiểm và hôm nay chỉ cần bơi quá thôi, bị hai thành viên bên phía team VC tóm được thì rất là toàn đây rồi. Chilling Touch của phóng dao chưa? Spike quyết định chưa phóng dao. Miracle vẫn còn lửa và Aura Regen cho đồng đội rất là tốt. Cắn Tango và cá Regen 19 máu 1 giây. Rất là khỏe. Kuroki đang thực hiện những cái pha Illuminate ụt trượt luôn. Trên top thì Magancho tạm thời đang có Last Hit Deny khá hơn rất nhiều so với Omni này. 16 so với 9. Hơn rồi, dưới bot Kuroki trông rất giống chết. Thôi xong, cuộn thể lực ra đi rồi. Nhưng Lenum, anh ta hoàn toàn có thể bị hạ gục. Một Shockwave ra và Miracle ăn mạng. Paparazzi rất thấp máu nhưng ta có bình máu to. Miracle liên tục nuốt creep và sẽ lên thẳng giấy face. Miracle chơi Doom, lên mid rất là yên bình. DK cùng với cả Paler thì hai người cứ thi nhau xem ai Last Hit Deny tốt hơn thôi. Control lên, một ông thì có trừ đam, còn một ông thì có cộng AG lên sau mỗi cú hích. Farm với cả Deny nó dễ hơn. Và thế là hai anh em thì cũng một anh được 21 creep, một anh thì cũng 17 creep rồi. Deny cũng rất là xem nhau. 3-4. Không có sự chênh lệch quá nhiều. 4 phút trôi qua, 4-1 nghiêng về bên phía team VC. Omni 9 của Eleven dắt Grip lùi lại. Chắc chắn không thể nào mà đừng đánh vỗ mặt ông con Razor được. Anh ta đang xử lý rất thông minh. Phantom Lancer chuẩn bị có level 6. Ở level 5 và anh ta đã có 3 điểm vào Phantom Rush. GS dưới này cộng 1 điểm Power Shot rồi. Hai quả xoài, một cái Upper Venom. Đánh win support như thế này thì thực sự là bên phía Liquid viện rất là tham. Và Kuroki trông rất giống lại chép lần nữa. Chạy đi đâu bây giờ đấy chứ đấy. Không có Shackle. Đây là một góc rất đẹp để thực hiện một pha Shackle. Anh này quay đúng lúc mà cái quả bóng vẫn còn hiệu lực và sẽ không đủ sát thương lên người của Paparazzi. Pha vừa rồi nếu như cái quay của GS với 2 điểm có thể trúng vào người của Paparazzi thì Miracle có thể bùi thêm một pha Shockwave và có thể thêm một ít chém tay nữa chăng. Tốc độ di chuyển khá cao trong pha vừa rồi. Magancho lao lên hút đam Eleven. Vút rất là đau rồi. Bây giờ một vút của Magancho nó cũng phải lên tới con số là gần 150 đam hơn rồi. Tiếp tục vút vào người của Eleven. Eleven không có Purification. Solo kill chăng? Mind Control vẫn chơi hai với Razor của mình. Mid lane Matuoman trông rất là hẻo rồi. Vẫn đang bị dính hiệu ứng của thổi lửa DK và hoàn toàn có thể bị hạ gục bởi Lenum. Đi về nhìn thấy Lenum rồi, Lenum anh ta lao theo. Đặt tường ra, lăn bóng nào, đang make. Ui dồi ôi, không chết rồi, Lenum mới chỉ có level 3. Đang phá được một tràng raindrop của Lenum. Dưới bot thì Paparazzi luôn bị giữ lượng máu của mình rất thấp. Anh ta đã có Magic Wand, một cái giày. Và đang cố gắng lên giày gỗ. Trận này vẫn sẽ là giày gỗ Ring Aquila. Có thể lên một cái Radiance thôi. Power Shot trượt của GS. Đủ đánh con Queen Support này thì hơi căng nhỉ. Rất thiếu đam. Đổi sang Fenrir thì chắc là đủ rồi. Support thì sẽ không thể nào mà chịu được hai điểm Infernal Blade được. Hỏa diễm sát đao của Mr. Huyền Diệu rất khỏe. Paparazzi không farm được rồi. Và put sớm ra bên phía team Liquid để lấy lợi thế. GS vẫn đang đi tìm 8 tràng one quả xoài. Mana không thiếu. Rồi TP của Tuska cũng đang di chuyển xuống, sẵn sàng như một màn giết người. Bên phía team Liquid đi vào tìm trước. Vẫn Doom chủ động lao bên trong. GS cần phải bật win run của mình để chạy ra khỏi cái hiệu ứng của Ice Blast. Chết bạn của Cofit. Lenum giữ chân Miracle. Trông rất giống Lenum là người chết. Lenum Illuminate cộng với Shockwave. Và Miracle cùng với GS chia đôi cái mạng vừa rồi. Shackle Shot chính xác.
power shot vào, Paparazzi cắn Wan lên, Inferno Blade vào bên trong, Paparazzi anh ta sẽ chém Miracle, Miracle có Wan, Shockwave ở bên trong, tiếp tục là Killing Spree dành Miracle, Miracle đang cố gắng regen nhưng không thành công, Fenrir Illuminate và thêm một hit bắn nữa, GS là người có mạng cho tình huống vừa rồi, Kuroki bị trụ bắn chết, GS không còn mana nữa, đang cố gắng để đợi cooldown xong cho mình cái Magic Stick, dưới bot để đánh nhau, rất điên loạn, đã có được cho mình thêm cả Sejil để có thể dí GS, bật Wan để bật Windrun, chặn đường, đấm không được nhưng có lằn, lằn vào là chết rồi, Miracle lao ra Inferno Blade, đuổi theo và chém thôi, nhưng mà Sien hơi chậm một tí bởi vì có bóng băng, Tuska không thể mic bóng nữa rồi, vẫn đang đuổi theo với dây phây, cooldown xong Inferno Blade, tiếp tục Sien và tôi nghĩ là Lennon mình ta chết rồi. Cái pha melting của thanh niên Miracle tan chảy băng giá luôn, Tuska không thể thở. 8-7 nhưng mà bên phía team VC, một cái pha mà 3 mạng của VC đổi lấy 3 mạng của bên phía team Liquid. Doom nó có 4.000 network rồi. Ori sẽ rất khỏe ở mid, không ai sờ người anh ta từ nãy đến giờ. Matuaman thì đang cố gắng có thể hoàn thành xong cho mình giấy gỗ. Bây giờ support bên phía team Liquid quay trở lại lên mid để lấy thế cân bằng cho Matuaman, không để cho Ori này push sớm trụ mid. Trụ mid đã bị cấu rất nhiều máu rồi, cứ có form rồng cái là Ori anh ta liên tục hóa và gây sức ép. Trên top này thì Razor với lượng máu tương đối thấp nhưng mà không ngán lắm thì phải cắn mình máu to, đổi Shit Strength và anh ta TP. Không chết rồi. Không! Eleven vẫn dồn đàm kịp. Một tích tắc cuối cùng. Một cái pha mà Mind Control anh ta hơi tự tin thái quá với cái sức mạnh của mình và anh ta đã phải trả giá ngay lập tức. DK rất cứng với 2 điểm vào Ring of Blood của mình. Anh ta không thể chết được, tốc độ regen đang là 13.2 với 14 giáp thì đứng gần trụ. Miracle dưới này đang được thả free fire, chống rất là hoàn thành và sau đó sẽ là Shadow Blade và Quick Buy Radiance luôn. Trận này thì như Miracle anh ta vẫn chưa có xu hướng di chuyển, vẫn farm rất là mạnh, mở smoke ra đi một mình, tình huống solo smoke. Ping ở vị trí của Spectre à? Không, tôi nghĩ là Miracle nên di chuyển cùng đồng đội và khai trương cái Doom của mình đi thôi. 9-7 nghiêng về VC rồi. Đây, con số 10. 9-10 hay 10-7 đây? Ở đây có đúng bao của VC này. Rồi, Matuaman đang bị dồn đám. Matuaman anh ta có Doppelganger. Đuổi theo Ori, đã đun thẳng vào đầu Ori rồi. Ori anh ta được gói bóng vào. Và Ori liệu có phải nằm xuống không? Phantom Lancer cùng với Phantom Lance của mình đã giết được người. Chính xác nó là Spirit Lance. Và bên phía team Liquid đuổi lên 9-8 rồi. Và liệu cái viễn cảnh 17 có diễn ra hay không? À xin các bạn, 19 nó có diễn ra hay không? Rất căng thẳng. Miracle Eleven cũng di chuyển ra nhưng mà tóm làm sao được con Doom đang có chống dây phây như thế này. Doom chạy rất nhanh, không thể nào mà giữ chân con Doom Miracle lại được. Spectre của bên phía DVC tạm thời nó có khoảng trống. GSTP về. Spectre và Paparazzi đã có giày gỗ 400 tiền nhưng mà có vẻ hơi thọt. 2.700 so với cả con số 5.200 ở Miracle. So sánh giữa hai người chơi cùng vị trí bây giờ thì con Spectre này có network bằng nửa con Doom. Hơi khó chơi, Miracle anh ta đã có hiệu ứng tàng hình luôn nhưng mà không có Doom, phải đợi đồng đội ra rình rập vào một ai đó mà hơi khó, có lẽ deny trụ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo. Không được rồi, Inferno Blade cái, cancel TP, đúng rồi, lùi thôi. Eleven đang cố gắng Purification và anh ta đang rơi vào một cái bẫy, chẳng không đủ mana để thực hiện Repel. Cắn xoài lên thì dính Shackle, Ice Blast tung ra, Miracle đang bị dồn đam với Paparazzi. Paparazzi cùng VDK lao lên, hồi máu rất nhanh nhưng Miracle bị giữ chân, double kill cho Miracle. Paparazzi sử dụng Horn của mình ra nhưng anh ta còn bị giết cơ, chứ còn không vét được mạng nào. Thôi xong, quả này là Carlos Tevez fail rồi. Spectre rất thọt, 11 phút 3.000 network. Không ổn rồi, không ổn một tí nào. Carry theo dạng Spectre, farm bù không mạnh trong giai đoạn mid game. Nhưng suy cho cùng thì... Đấy! 9-10! Không thể tin nổi! Hôm nay ra các dự rất chuẩn anh em ạ! Khác gì Khổng Minh tái sinh đâu anh em! Tái thế phát là dự ngay chuẩn hai điều rồi. Eleven là trận 1 là chết 11 mạng. Còn trận 2 Liquid là 10 điểm hạ gục đầu tiên. Thế nhá anh em nhá! Tôi đã đếm chỗ đấy có đủ 3 ông của bên phía team VC mà. Đấy không chết đủ 3 ông nhưng mà có một ông lao ra xin chết cùng.
Lanham của Fenrir đang cố gắng nhắm vào Razor, nhưng nên nhớ là con Razor này nó cũng không hề yếu đuối thế nào đâu, cũng có tí gọi là có sừng có mỏ đấy. Miracle đang chuẩn bị xong Shadow Blade rồi, cho dù chỉ là một con Doom cộng 1 điểm Devourer nhưng cực kỳ sành. 6-2-2, tổng lại cũng là 10 nốt luôn anh em ạ, rất chuẩn. DK của Ori thì sau khi lên cho mình giày gỗ và trống thì bây giờ anh ta sẽ hướng thẳng đến cái Blink Dagger, đóng vai trò là Initiator. Bắt buộc bây giờ con DK phải đi đánh nhau rồi, không thể nào mà đi farm tiếp được. DK đi farm nữa thì bây giờ Spectre không biết farm ở đâu. Bắt buộc phải push, phải đi đánh nhau. GS có level 6, lấy 3 điểm và Power Shot, 2 điểm Shackle, 1 điểm Wind Run. Mid lane thì có vẻ như Miracle vẫn đang đi roam, vẫn đang di chuyển rất là nhiệt tình. Spectre của Paparazzi rất khéo, Ring Aquila giày gỗ cố gắng để có thể lên Radiant, nhưng câu hỏi là bao giờ anh ta có hút dành cho Mind Control. Đánh cho kiểu tanker, làm con Razor mang thiên hướng tanker rất là mạnh. Bên trong này thì tìm được Doom, xin lỗi bạn, Doom tìm được Spectre ngay lập tức, sử dụng Doom vào người carry đối phương, nhưng mà Miracle đang phải bỏ chạy rồi. Miracle anh ta sẽ thực hiện Inferno Blade Purification và đuổi theo Miracle. Ori cũng đã lao đến stun được một người Miracle, nhưng Razor của Mind Control một cân bằng, lữ bố chiến tam anh, nhưng từ từ đã, bây giờ có 4 người rồi, thêm cả ông Triệu Vân nên hơi khó đánh. Thôi xong, Mind Control ra đi rồi, hơi căng thẳng, thậm chí còn lôi cả ông thứ 5 đến. Bên phía team VC họ backup rất nhanh, và Liquid thì tình huống vừa rồi rút về là chính xác, để lại một mạng off lane nhưng câu được rất nhiều sự di chuyển của đối phương. Phải cái là con Spectre lại TP lên top và farm tiếp được. Thế là cái ý đồ chiến thuật của bên phía team Liquid nó hơi fail tình huống vừa rồi. Pha đấy đúng lữ bố chiến tam anh anh em ạ, nhưng đẻ thêm ông Triệu Vân hơi khó thở. Mind Control tí thì được làm lu bu rồi. Kuroki TP về không, vẫn đứng nấp tình huống anh hùng núp. GS cũng đã được call về khu vực này rồi, bắt ai đây? Eleven chăng? Không có vision. Trên này thì VC Gaming họ gần như là đội kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn. Liquid vẫn đang cắm những cái ward để tấn công khá sâu trong rừng địch. Matu Aman không biết bây giờ anh ta có gì rồi. Matu Aman anh ta đang cố gắng để lên default. Hiện tại sau 15 phút thi đấu, nên net worth của anh ta là 5.400. Đã có một đi kiếm Agility và cố gắng hoàn thành nốt default. 1.200 tiền trong tài khoản. Miracle với Shadow Blade. Rồi bắt Ori. Chưa có đu nhưng mà chơi luôn này. Inferno Blade. Được rồi, và Ori anh ta sẽ chết thôi. Ori nằm xuống nhưng Kuroki cũng phải trả giá trên top. GS đang cố gắng bỏ chạy nhưng slow rất nhiều. Win run lên nhưng mà win run ở level 1 thì chạy không được nhanh cho lắm. Thôi tạm biệt GS. Chính xác là cái thời gian chạy nhanh của anh ta nó không được lâu. Và anh ta nằm xuống dưới tay các thành viên bởi vì VC Eleven là người ăn được mạng của GS. Matu Aman bắt đầu di chuyển vào bên trong rừng để farm, tận dụng mọi khoảng trống được đồng đội tạo ra. Liquid đang bị đối phương dẫn 2 mạng nhưng họ lại dẫn đối phương 4.000 net worth. Câu chuyện nó đến từ việc là các support của bên phía team Liquid cộng với các core đang giàu hơn những người chơi cùng vị trí của đối phương. Mind Control hiện tại thì anh ta có 1.600 tiền, tức là thơm kèo. Doom lại gì ở trên top, Inferno Blade, Doom vào đầu Eleven, thôi sao. Sát thủ đầu chảy mù Miracle bây giờ. Dí theo và đốt là đủ rồi. Chỉ hết anh ta không tình huống hỗ trợ bằng Power Shot. Pick Blast tham lam nhưng dẫn đối phương 6.000 net worth. Có vẻ như cái chiến thuật này của bên phía team Liquid đang trôi chảy. VC Gaming họ chưa có cách để đỡ. Đã có Sentry cắm ra bắt Miracle, nhưng mà hình như Miracle ngửi thấy mùi thối trong bóng tối rồi. Lùi về luôn. Miracle không chết rồi. Paparazzi ở mid lane mới là người nằm xuống. Chết rất nhanh dưới khả năng dồn đàm của 3 thành viên bên phía team Liquid. Không phải khu vực trên top thì có vẻ như là bên phía team VC họ sẽ cố gắng ăn trụ 1. Trụ 1 còn rất nhiều máu, phong rồng này của Ori còn nguyên thời gian. Nhưng mà creep vẫn đẩy lên và GS có thể hỗ trợ clear creep bằng Power Shot. Mid lane này có lẽ là bên phía team Liquid họ ăn xong trụ thì họ sẽ di chuyển về. Nấn ná làm gì nhiều. Matu Aman xong đi full. Harass một chút vào người Eleven. Đây là khu vực khá sát trụ 2 đối phương, nhưng bên phía team Liquid vẫn đang cố gắng nhồng lên. Không được. Miracle anh ta đang đi vào khu vực có Sentry của đối phương và thôi xong rồi.
Miracle bị giữ chân, toàn bộ kỹ năng của bên phía team VC dồn thẳng vào người của Mr. Huyền Diệu. Và Miracle đã bị hạ sát một cái mạng lên tới gần 500 tiền cho Fenrir. Fenrir Đức Kính Bảo Hoàng Anh Thư Vũ Yên Phương Trung Paparazzi anh ta đã có 500 tiền sau khi mua cho mình được cái Raiders. Paparazzi có hẳn 500 tiền lên. Thì ngân nữa. Thơm rất hay mà. Thôi. Em xin các anh đi ra cho em cắt một game. Sắp xong rồi. Cả ai nữa nhỉ? Anh em uống rượu hết lắm. Rồi camera lên đất kính quay đi quyết đánh nhưng cặn không đi kia vẫn giận em xin em vẫn còn mừng đấy. Rồi Matuaman tạm thời giữ chân lại một chút nhưng Lenham anh ta đang bị đuổi vào không, đó là Eleven chưa mở Guardian Angel. Các thành viên của Liquid có lẽ không đuổi được Eleven nữa. Eleven chạy quá nhanh rồi về đến khu vực trụ 2, không có gì diễn ra, vẫn đang là 6.000 EW chênh lệch và Keep of the Line trong tay Kuroki đã có hai mảnh gậy xanh. Ôi Thảo Hoàng chát phàm rất nhanh. Ôi kìa Thảo Hoàng chửi tao kìa, đi mẹ chó này. À kìa thôi. Có vật ấy đâu. Rồi, Fenrir cùng với những người đồng đội của mình chuẩn bị đập smoke ở khu vực trụ 2. Ôi, phải đập đàn bà, đập gậy, đập smoke, đập làm đéo gì. Thôi yêu nhau là phải đập nhau. Thôi, em xin. Bữa hàng luôn. Em xin. Và Paparazzi vẫn đang cố gắng pha. Nói chung là bây giờ thì... Tức bảo nó không chén em Thảo ạ. À. Thì anh vừa chửi nó một trận đấy, anh hứa luôn. Ơi, vừa rồi thì đã có một mạng ở bên phía team VC Gaming, họ đã lấy được mạng của GS nhưng nhìn qua nhìn lại thì cho dù VC Gaming dẫn về mạng nhưng vẫn là 7.000 network chênh lệch cho bên phía team Liquid và Kuroki sẽ bị tóm ở khu vực trên top. Một pha sử dụng Blink Dagger rất nhanh tay từ Ori sau khi bật form rồng cực kỳ quyết đoán. Miracle vẫn đang split. Radiance liệu có phải là sự lựa chọn hay hay không khi đến giai đoạn này rồi, bên phía team VC họ stick lại với nhau. Có lẽ Miracle muốn một con Doom của mình có sức sát thương lớn nhất. Max damage. Manta anh ta sẽ lên song Yasha và item tiếp theo đó là Manta. Manta style có thể sẽ giúp cho anh ta giải được một vài những cái hiệu ứng bất lợi kiểu slow liền gì đó của thanh niên Tuska. Cú đấm móc lên của Tuska làm slow lại, mở Manta ra có thể chạy dễ hơn. Quan trọng là sẽ giúp cho bên phía team VC, chính xác là bên phía team Liquid, họ có thêm những cái unit để đi push rồi là giúp cho Matuaman khó bị dồn đam hơn. VC Gaming thì vốn dĩ kỹ năng của họ là kỹ năng dồn sát thương đơn mục tiêu, dồn vào đơn mục tiêu thì rất là nhanh, còn kiểu PL nhiều mục tiêu rồi anh ta sẽ sử dụng Manta của mình để bait và đi push tăng thêm stat rất là tốt. Còn Liquid họ có thể sẽ mất Kuroki ở trên top, nhưng tôi nhìn thấy Spectre đã sử dụng hòn một phát đẩy về Kuroki nhưng đã bị giữ chân rồi, không có ai của bên phía team Liquid để ý đến Kuroki cả, bởi vì GS ở đây thì đang bị ô. Forstar đập đầu vào tường rồi. Shackle thành công và có sự xuất hiện của Matuaman. Zone đam chết Eleven, đó là 3 điểm Shackle Shot. Đủ thời gian để cho bên phía team Liquid không cho Omni này làm gì cả. Rất nhanh, rất gọn. Miracle vẫn đang chơi game một mình. 8-3-2. Mười bốn nhưng vẫn là 7.000 network. Còn chơi như này thì bên phía team Liquid họ vẫn đang giữ được cái nhịp độ trận đấu rồi. Keep the Line sau khi có gậy xanh ở khoảng phút 24 thì câu chuyện nó sẽ rất khác. Đó là thời điểm ban ngày và đấy là lúc bên phía team Liquid họ sẽ stick với nhau để đi push nhà hoặc là đánh con bắt to. Paparazzi trên này chết rất nhanh. Trong và dưới bot Miracle bị hạ sát, hai carry của cả hai bên đều phải hạ gục, bị hạ gục bởi đối phương đã có những tình huống group up lại nhóm nhỏ. Ông Miracle anh ta vẫn đang đi lẻ rất là nhiều và vẫn cố gắng lên cho mình Radiance. Tại sao không phải là BKB? Tôi đang nhận thấy BKB rất hay ở trận này, giúp cho Miracle có thể ra vào combat dễ hơn. Anh ta có hơi tham lam quá hay không? Có lẽ suy nghĩ của Miracle ở thời điểm hiện tại đó là team của anh ta phần lớn chỉ di chuyển nhóm nhỏ và tận dụng khoảng trống. 3 người sẽ đi một lên, một người sẽ, hai người sẽ ở hai lên còn lại, và cái việc lên BKB nó cũng không hỗ trợ quá nhiều khi mà Keep It Alive chưa có gậy xanh để thực hiện tình huống combat to. Và thế là Radiance sẽ là một cái sự lựa chọn giúp cho Miracle có thể split tốt hơn. Kuroki ở mid lane có thể sẽ là đối tượng bị đối phương êm vào. Chưa rồi,
Bên phía DVC họ đánh rất là cẩn và lùi về. Thật ra cái khái niệm mà offlane với cả carry bây giờ nó không rõ ràng lắm đâu. Tôi có thể nói Miracle trận này vẫn là position 1 của bên phía Team Liquid, cho dù anh ta đi lên khó. Anh ta có sự hỗ trợ của support, anh ta được đi thoải mái để farm. Rồi Kuroki lại bị giữ chân, cái tình huống đi cắm ward Kuroki. Thay vì lên cái force staff sớm để đánh với Tuska, Kuroki lựa chọn thẳng gậy xanh. Và đấy là cái điểm khác biệt giữa Kuroki cùng với GS khi chơi Keep of the Line. Nếu những pha như vừa rồi có force staff thì biết đâu đó có cơ hội mở ra để chạy thoát cho Kuroki, nhưng anh ta lại quyết định lên thẳng với cái gậy xanh. Và bây giờ đã là phút thứ 22 rưỡi rồi. Tôi không nghĩ là đến phút thứ 24 Kuroki kịp để có cho mình cái gậy xanh đâu. Anh ta còn chết, còn phải đi di chuyển ra, creep thì cũng đang dâng cao rồi. GS thì cũng đã có force staff và đang cố gắng lên meteor hammer. Shutter shot tối đa thì nó có thể lên tới 3.8 giây và đủ thời gian để cho anh ta combo với meteor hammer. Rất là khỏe, trước kia đội hình của bên phía Team Liquid họ hoàn toàn có thể giữ chân đối phương bằng cái mana leak của Keep the Line. Rồi bên trong này nhìn thấy Fenrir nhưng cũng chưa ra bắt. Bên phía Team Liquid họ chơi rất là cẩn thận. Đây là rừng của đối phương. Matuaman đã có Manta và đang hướng thẳng đến hớt của Thrax. Farm bù rất là nhanh và đã vươn lên bảng tổng sắp ở vị trí thứ nhất. Anh ta đang có KDA là 103, rất tập trung cho việc farm. Lúc đầu thì chúng ta nhìn thấy Network Miracle đứng đầu, Matuaman kém Miracle khá khá. Nhưng bây giờ thì Miracle đã tụt lại phía sau, sau những tình huống mà anh ta split ra ngoài. Di chuyển lẻ và để lại khoảng trống cho Matuaman. Spectre vẫn chưa có Radiance. Đủ tiền rồi này, đủ tiền rồi nhưng bị êm. Không mua Radiance thì rất là phí phạm. Chết rồi, lại bị delay Radiance thêm một khoảng thời gian nữa. Đùa. Miếng ăn đến miệng rồi, bố này thì lại bị delay gậy xanh. Hai bên họ chơi nó rất là déjà vu. Các player liên tục lặp lại những cái hành động của nhau rồi. Mùa đông thì đứng trước ngưỡng cửa thiên đường rồi, chạy thêm được độ khoảng vài chục bước nữa thôi là đến xong rừng nhưng không được. Miracle bị stun nhưng Ori có liều quá hay không? Đang bị hút đàm vào, Razor vẫn tiến lên như một vị thần vậy. Razor có rune regen ở ngoài nhưng Eleven bị tóm và anh ta không hề còn mana. Eleven lên một cái Perseverance nhưng mà cũng không để làm gì hơn. Lườm rau gắp thịt rất tốt tới bên phía Team Liquid, giả vờ dồn và DK nhưng Matuaman lẻn ra khu vực khác, giết chết Eleven và mở ra cơ hội push trụ hài. Ok là vâng, cụ ông thể lực trận này không ổn rồi. Đề nghị là bên phía Team Liquid ăn Roshan nhanh để cho cụ uốn cầm được cái trượng xanh vào. Già mà không chống gậy rất khó chơi, power shot ra. Và bên phía Team VC họ đã bị phát hiện, break smoke sau đó thì Fox Star đi từ GS vẫn chỉ có một điểm win run thôi. Androsan không được nhanh cho lắm, bên phía Team Liquid họ không có trừ giáp hay không có bất kỳ một cái kỹ năng nào gây sát thương tay đủ to cả. Rồi bên trong này chúng ta đang nhìn thấy Paparazzi bị doom, Miracle vẫn đang đuổi vào nhưng mất trí nhớ nhưng anh ta bị làm chậm rồi. Infernal Blade chặn thẳng vào đầu của Lenum, Ice Splash ra và Miracle sẽ bị hạ gục. Một mạng dành cho bên phía Team Liquid khi họ ăn được mạng của Tuska nhưng đổi được mạng Doom lấy mạng Tuska ư. Tôi không nghĩ đây là một pha đổi lời. Shackle được Fenrir, Fenrir đang bị dồn đam vào nhưng Fenrir anh ta được hỗ trợ bởi đồng đội. Matuaman đang bỏ chạy, chưa cooldown xong Doppelganger đã có Manta Style, Spectre mở hòn. Anh ta đuổi dí theo các thành viên bên phía Team Liquid. Windranger tạm thời an toàn, Mind Control thì cũng đã có mặt ở một vị trí rất xa đối phương. Một đấm lên rời và lên nầm có mạng của Matuaman. Một tình huống mà bên phía Team VC họ đã làm tốt và Lenum giàu chưa kìa. Anh ta chuẩn bị có cho mình Blink Dagger sau khi anh ta build một cái Shadow Blade sớm cùng với Earn. Paparazzi đang là người nghèo, 26 phút một cái Radiant chảy. Giày gỗ Ring Aquila bây giờ mà tính là item trong giai đoạn mid game thì hơi xài, item early game rồi. Song kiếm hút dành cho Razor. Paler rất là giàu nhưng Paler vừa bị đấm vỡ mồm trong tình huống vừa rồi. Chưa có hất up Terrax. Miracle thì không có BKB nên là cái việc anh ta chase một mình nó chưa hiệu quả một tí nào. KDA lúc đầu của anh ta là 832 thì bây giờ chỉ lên thành 853 thôi. Tức anh ta thêm được một acid nhưng anh ta chết thêm 2 mạng. Rồi, Keep Alive. Đây rồi. Dota rất là logic anh em ạ.
tức là những cái người già và có kinh nghiệm ấy, thì cái tầm nhìn của họ rất là rộng. Nên là đấy, ngay lập tức là Keep the Light tầm nhìn cực rộng luôn. Trong thời điểm ban ngày, người già thì đến mắt đêm thì mắt sẽ bị kém, một vài người thì bị quáng gà quáng nghiển các thứ. Ông game phải logic em anh em ạ. Tôi phát hiện là rất nhiều logic hay. Cho dù là có giận đối phương 5 mạng nhưng VC vẫn bị thua 9.000 network. Không biết tiền ở đâu ra gì. Tuska Shadowblade một đấm vào Magenjo, tiếp tục sẽ bị dồn vào DK có form rồng, cancel TP. Magenjo chết rồi. Có lẽ cũng không cắn cái quán, cắn luôn á. Đằng nào chả chết, còn câu giờ thôi. Buy time cho bên phía Team Liquid ăn Roshan. Miracle cần cái BKB cho mình và đã hoàn thành. Maturman cần hớt ở Turax, chuẩn bị có rồi. BKB đã sẵn sàng. Bây giờ xong cái hot thôi là trái tim thần thú luôn. Đây rồi, solo kill chăng? Ui, một chặt, hai chặt, thôi, không phải đuổi. Không phát đấy đấy nhé, phải quay mặt bỏ đi luôn, đỡ dính cái Ice Blast chứ. Cái pha tactical feed của những tình huống support dâng cao cái này là chỉ có chủ động đi để thu hút sự chú ý đối phương thôi. Đối phương mà đi giết mình thì đồng nghĩa với việc là co của bên mình sẽ được thoải mái farm hơn. Spectre từ nãy đến giờ chưa làm phiền rồi, Yasha thôi. Khá vui vẻ nhưng mà dù sao thì vẫn chỉ có 10.000 network. So sánh với kiểu PL 15.000 hay là Doom 16.000 thì nó vẫn hơi khập khiễng một chút. Một cái món đồ to. Rồi, con của Razer ra. Razer trận này chắc BKB thôi chứ nhỉ? Sao có 200 tiền này? Lên gì đây? Rồi, bắt được Tuska cũng không bắt được. Tuska có Blink của Shadowblade, cực kỳ linh hoạt. Liquid mất một tình huống Smoke. Rất là phí. Roshan này vẫn chưa chết. Về team Liquid không có cách nào ăn Roshan nhanh cả. GS còn một chút tiền nữa thôi để xong Meteor Hammer. Tôi đã nhìn thấy những cái mảnh ghép khác ở trong gà rồi. Bên phía DBC không biết là liệu họ muốn ra để contest Roshan hay không. Miracle vẫn đang di chuyển lẻ. Farmer Dust khá là vu vơ của Lenham. Anh ta dự đoán là có Miracle ở khu vực đó nhưng mà không thành công thì Miracle anh ta di chuyển xa hơn. Tìm thấy được Spectre thì hoàn toàn có thể là một mạng solo kill. Nếu như cái Doom mở ra trước khi Spectre kịp làm gì. Spectre TP rồi, bên phía DBC họ đang muốn contest Roshan. Liquid ăn Roshan khá lâu. Từ nãy đến giờ là một khoảng thời gian rất lâu rồi. Maturman sẽ được cầm Aegis. Cầm chưa? Aegis đâu rồi? Rồi, Aegis đã cầm bởi Maturman. Búa set để counter lại DK. Xem các bạn, DK lên búa set để counter lại PL. Omni Knight đây liệu chết không? Anh ta có Lincoln. Miracle không phá được Lincoln Spear. Repel cộng Lincoln thì nó là một cái combo mà cũng khá là bài bản thôi. Omni Knight sẽ không bị đối phương bớ vào quá nhanh. Bây giờ Miracle cần một thứ gì đó để proc Lincoln. Có lẽ là anh ta sẽ không lấy con sói cộng dam này nữa chăng. Di chuyển ở bên trong tìm thấy Spectre này. Solo kill rồi. Chém. Doom chém. Bật lửa lên đuổi. Bao nhiêu sát thương cho vừa. Spectre chắc chắn chết. Tôi không tin là Papa là gì để sống được. Thậm chí Miracle không đánh hit cuối luôn. Chơi bời này thì lại Maturman có Aegis ở mid. Lại trêu đùa đối phương rồi. Nhưng mà cẩn thận là mất cái Aegis rất oan này. Đồng đội chưa đến kịp đâu. Có Manta, Doppelganger, câu giờ được rồi. Đồng đội của anh ta đang đến. Chaco đôi của GS và Keep of Light đã sử dụng Manalik. Cùng với đó là một pha đẩy ngược ra. Lenham bị cô lập hoàn toàn. Bên phía team Liquid sẽ có mạng của Lenham. Họ sẽ tiện đường push vào. Miracle vẫn đi lẻ. Vẫn Doom chơi game một mình. Đồng đội làm gì thì làm. MTM dậm xuống, PL có hớt. Manta đi phù, put nhà không nhẹ nhàng tí nào đâu. Rồi, phá nào rồi, ok là Ori có mạng Kuroki sau một pha Ice Blast. Nhưng bên phía team Liquid đang rất khỏe. Eleven mất một nửa cây mana rồi, hơn một nửa cây. Guardian Angel vẫn chưa được mở ra. Liquid có muốn ở lại không? Maturman vẫn còn Aegis nhưng anh ta đang bị trừ rất nhiều sát thương. Vẫn đang bị rồng nhổ vào. Và có lẽ là Liquid họ sẽ lùi lại rồi, họ đang thiếu người. Và Kuroki sống dậy rồi.
pha buyback chăng? Chính xác, đó là một pha buyback của Kuroki và anh ta đang cố gắng lên cho mình một cái glimmer cape. Tình huống đó buyback có vẻ hơi vội, hay là bên phía Team Liquid họ muốn gây sức ép luôn để ăn thêm cái trụ 2 nữa. Còn cái BKB con PL này cầm thì lúc nãy là của con Razer cầm hộ đây anh em ạ, shipper. Đây cái BKB đấy đây này, Pipe BKB cộng với cả xong kìa. Lúc nãy tôi có thắc mắc là tại sao con Razer nó chỉ có 200 tiền. Thì đấy là cái BKB đã hoàn thành và nó để con PL cầm dù. Fenrir đang được đồng đội backup rất nhiều với cả Repel cộng với Purification, nhưng anh ta cũng phải rút chạy thôi. Mà Tuaman cho dù bị dính hiệu ứng gì chăng nữa thì anh ta cũng quá khỏe rồi. Cứ lên push thôi, Spectre này rất phế thời điểm hiện tại. Vào có bát hoàn toàn để bị đối phương shutdown nhanh. Rồi lao ra stun Madoman, vẫn là buy time cho Spectre farm thêm và đẩy thêm thôi. Cố gắng làm mọi cách không cho Liquid ăn được một lên. Nhưng Liquid họ vẫn đang rất khỏe. Madoman sẵn sàng làm frontline, lao vào để dồn đá bất cứ ai anh ta nhìn thấy. Mind Control tạm thời lùi ra sau khi BKB, anh ta bây giờ mới bật đền. Và có lẽ là bây giờ bên phía team Liquid họ ăn xong một lên, họ sẽ lùi về phòng ngựa lên top, đẩy creep cao hơn. Họ có thể tạt ra mid lên. Tạt ra mid lên thì sẽ phải chấp nhận một cái điều là Paparazzi sẽ ăn được trụ top. Paparazzi chắc chắn ăn xong trụ top anh ta mới về. Tuska vẫn đang làm mọi cách. Rồi Eleven bị dính một cái mid tier hammer. Đấy là một vai anh ta chủ động lao vào. Ori bật BKB lao ra. GS bị nhổ gần chết rồi. Garden Angel được mở lên. Doom đã sử dụng Doom thẳng vào đầu của Paparazzi. Chỉ chờ anh này hòn ra thôi. Bắt Kuroki của chúng tôi. Phản đám ra Kuroki chết. Nhưng mà bên phía team Liquid họ có mạng của Spectre, khiến Aegis vẫn còn nguyên trên người của Matoaman. Một đạp vào bên trong với Phantom Rush và đuổi đối phương lùi về. Push, push và push. Liquid họ sẽ có thêm một lên nữa. Và thậm chí có thể là 3 lên luôn khi Spectre đang ở trên bảng. Không hề có buyback. Rồng chuẩn bị hết form đến nơi rồi. Tuska của Lenum đang làm mọi cách để ngăn cản đối phương. Nhưng con PL này nó vẫn chưa bắt Aegis. Rất khỏe. Có lẽ là bây giờ sẽ là lúc mà PL sẽ phải chết. Anh ta không còn đủ mana nữa. Và đồng đội của PL bây giờ thì chuẩn bị biết đường và vào cứu đi. Rồi, DK không form lao ra. Trông rất yếu đuối. Lander mất cực kỳ nhiều máu rồi. Eleven đang bị Doom chặt vào. MTM nhả ra trúng trụ thôi. Nhưng Ori đã chết và có lẽ sẽ là 2-0 cho bên phía team Liquid. Mega creep rồi. Rất khó chơi. Spectre là DK. Thật ra chất tướng nhưng mà toàn thể đánh tiếp lên game. Nhưng bây giờ Spectre mà ra nữa thì chưa có horn. DK chưa có form. Guardian Angel mở mất rồi. Đối phương ăn thêm cái trụ 4 thì quá khó chơi. VC vẫn đang muốn cố gắng. Đây là trận đấu ở nhánh thua thì phải. Ori anh ta bật BKB và đứng chém với form người. Thua bây giờ là bị loại luôn. VC vẫn rất khát điểm. Thực sự luôn. Shaco được cả Paparazzi và Ori. Rồi một cái pha đẩy ra của Keep the Line. Kuroki hơi bóp thì phải. Đang là một pha tụ đôi tới từ GS. Nhưng mà Keep the Line của Kuroki hơi bóp với một pha blinding line. Nhưng mà không sao. Ori bây giờ có form rồng lao ra và dồn down Miracle. Miracle dính Ice Blast rồi. Tôi nghĩ Miracle sẽ để lại mạng của mình ở đây. PL vẫn lao vào. Đập đánh đập đập mà không chết được Lenum. Và ở ngoài Kuroki đã bị Paparazzi tìm và diệt. Mega creep rồi. Tuy nhiên thì bên phía VC vẫn đang chiến đấu rất quả cảm. Razer lên cả để xô để xẻ thịt DK cho nó nhanh. Thôi xong. Chết luôn cả Eleven nữa. Sau khi toàn bộ những kỹ năng của bên phía VC được sử dụng để ăn mạng của Miracle thì anh ta buyback ra và anh ta sẽ quay trở lại nhanh thôi. Đang đi gần đến nơi rồi. Eleven anh ta đang cố gắng để có thể dãy giụa sau một turn buyback. Làm gì đó giết lấy thêm người nhưng không được. Quá khó cho Eleven. Một turn repel là không đủ và Eleven vẫn đang bị Razer bắn liên tiếp vào đít. Matoaman vẫn đang hấp hối. Anh ta chuẩn bị hết hiệu ứng Ice Blast rồi. Matoaman Doppelganger được hay không? Tàng hình đi với Shadowblade. Doppelganger ra. Paparazzi lại bị Doom. Ăn được mạng của Matoaman rồi. Nhưng Miracle xuất hiện. Miracle có Radiant đốt rất đau. Một chặt đi nửa cây máu của Lenum. Zip Boy GG tới bên phía DC. Sau khi Spectre hết horn, DK ở trên bảng tới 60 giây. Omni dieback và mọi chuyện kết thúc. Liquid có chiến thắng 2-0, hai chiến thắng cực kỳ thuyết phục và VC Gaming họ sẽ phải nói lời tạm biệt với giải đấu này chăng? Họ vẫn còn một cơ hội nữa thì phải không? Từ từ đã.
đây là nhánh thua rồi thì có lẽ là họ ra đi rồi. FPT Playbox biến TV thường trở thành Smart TV, kho nội dung phong phú, tương thích với mọi loại TV, sử dụng với mọi nhà mạng, truyền hình xem lại lên đến 48 giờ, 150 kênh truyền hình đặc sắc. Các chương trình thể thao độc quyền, hàng ngàn bộ phim bom tấn Hollywood. FPT Playbox, xem không giới hạn. Rồi, và tranh thủ trong cái lúc mà trận đấu kia vừa kết thúc thì chúng ta lại đến với team OG. Nhưng mà xin phép anh em một tí là tôi đi lấy cốc nước uống cho nó ngọt giọng đã. Hơi khô rồi anh em ạ. Rồi, quay trở lại đây rồi anh em ơi. Uầy, vấn đề caster Mibone. Xong mình để. Rõ ràng là mình để. Mình chưa sửa layout à, xin lỗi anh em. Để mình xíu. Vào cắt luôn nè, chưa sửa. Mà chính giọng hay ở BT từ nãy giờ mình cứ nói linh tinh nhưng mọi người chửi ông Mỹ mà có chửi mình đâu. Rồi, quay trở lại với trận đấu đi. OG có vẻ vẫn đang dẫn network, có Kunka. Kunka Big Daddy No Talent. Tại sao một cái player tài năng ở vị trí support như này cứ cố gắng đánh co với những cái hero mà nó rất là lạ lùng. Và sau đó thì OG với cái tư duy nó hơi cũ một tí thì vẫn chưa có được thành công. Khó nhỉ. Wow. Dù ngủ được cả fucking map nhưng nước của Kunka đặt lên. King AD trông rất giống với là người ra đi. Thôi xong rồi, Fly sẽ là người nằm xuống đầu tiên. Tuy nhiên thì mọi kỹ năng của bên phía team bên gaming họ lại nhằm vào một con hero support và gyrocopter với BKB gậy xanh bắn cả thế giới. Kunka có những góc rất đẹp để tha hồ thi triển kỹ năng. Bốn người của bên phía team bên gaming ra đi trong chớp mắt. 5.000 network chênh lệch và cơ hội push vào bên trong cho OG. Đánh Kunka nét phết đấy chứ anh em. OG comeback chăng? Sao lại có thể dồn tất cả kỹ năng của người của Lion nhỉ? Ông Fly của đấy chết chắc là cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Hy sinh đề bố để củng cố đề con. Và cái team OG này thì đúng ông Fly làm bố. Thế sao ta vô lại đi rồi. Pangolier vẽ vời một tí gấp ngay. Ông S4 lên cái web Discord chết nhanh quá. Không kịp làm gì. Gyrocopter gậy xanh này bắn cũng hơi bị căng thẳng đấy. Rồi giật ngược vào combo. Uầy đầu theo đánh Kunka hơi bị nét. Jerax có sát thương và anh ta lao vào đấm thôi. 4 điểm Nature Order trừ sạch giáp trắng. S4 lại có mạng rồi. Thảm sát tới từ bên phía team OG. Uầy, mình có duyên đội này dã man cứ bật vào cái thấy thắng liên hoàn luôn. Đeo theo sẽ lên BKB, đánh rất chắc cẩn. Gyrocopter anh ta sẽ lên Butterfly. S4 đánh Park thì rất là nghệ rồi, vẫn phong cách cổ điển. Veil Blink
và Yun Scepter. Thực ra meta này, những cái đội dám chơi con Bắc thì họ phải sở hữu những player như kiểu S4, những cái người mà đẻ ra đặt tên cho mấy cái con đấy rồi. Đánh rất nét luôn. 629. Đánh Bắc offlane. Gyrocopter bây giờ với cái kiểu lên đồ là gậy xanh BKB, anh ta trở thành một con hero semi-tanker rất là khỏe. Sẽ đứng tiền tuyến để cho bên phía team OG những hero đằng sau thoải mái làm trò. Park và Gyrocopter nó vẫn làm cái combo từ xưa như trái đất rồi. Tức là con Park nó sẽ Dream Coin, sau đó Gyrocopter bật BKB Flag Cannon của mình ra xả, xấy. Tí lên thêm được một vài cái món đồ đam nữa thì nó rất là mạnh. Thực sự cool cao và sát thương diện rộng luôn. OG đánh theo kiểu là chỉ cần combo một lần trúng thôi là bên kia bị hủy diệt. Trận này mà OG thắng thì họ sẽ đường đường chính chính vào thẳng luôn vòng main stage. Họ sẽ vượt qua group stage ở vị thế là đội nhính thắng. Nếu như họ thua thì xin chào, Miracle đang chờ. Lại một lần hội ngộ của cố nhân. Mà thôi, hội ngộ của cố nhân, gặp ai gặp ông Miracle trông giống ông Fly thì khổ nhất game luôn. Biết rằng cái nhiệm vụ của support số 5 cũng là chết thay carry thôi, nhưng mà đúng kiểu trong một trận mà chết nhiều quá ấy, thì cái tâm lý thi đấu ở những trận sau nó cũng bất ổn anh em ạ. EG thì hình như có vẻ là đã ra đi vĩnh viễn rồi ở cái giải này. Đùa chứ thề, một cái đội như kiểu EG, một đội mà tôi đánh giá là line up toàn các siêu sao hảo thủ, xong rồi rất cần điểm, nhưng mà vào giải này một cái vừa đánh vòng bảng hẫy luôn. Thật sự luôn, không hiểu thào. Khó nhỉ. Một kỳ TI không EG. Ui. Madness. Không Na'Vi, không EG. Bao nhiêu view đấy, rồi ôi. Cho mấy đội đấy vào đi thì sao. Đùa bây giờ ông EG về mà đánh vòng loại nhá, gặp VC Gaming, Jeremy Storm, Optic Gaming. Ui, nghe đẫm máu dã man luôn. Chí cả Complexity bây giờ có khi là cũng ngang kéo chứ đi. Đấy là tôi giả dụ trường hợp xấu nhất thôi, chứ còn vẫn hy vọng họ sẽ lọt qua được. Na'Vi thì thôi, về vùng CIS gặp Team Spirit. Nghe cũng căng. Team Spirit, Vega, Empire thực ra thì luôn luôn là một cái đội mà bị Na'Vi chà đạp, đè đầu cái cổ rồi. Kiểu bị kỵ dơ, không nói làm gì. Thời mạnh, thời yếu thì vẫn bị đè đầu cái cổ rồi, không nói làm gì cả. Thôi, Duster ở đây chết rất nhanh. CIS còn đội đảo nữa nhỉ. VP được mời rồi này. Fly to Moon, ôi, thôi, thôi nhá. Nó DP mở ma lên, DP ở Weha. Đùa với ông Weha này. Weha có những người mà tôi rất là tiếc cho cái sự nghiệp thi đấu của họ. Đúng kiểu lên voi xuống chó. Đúng hiện tượng này. Hiện tượng bảng xếp hạng lên đỉnh một phát thôi là tụt dốc không phanh. Weha này, AoE hai cành này. Những người mà ngày xưa tôi rất là thích. Don't know why. Lý do khách quan hay chủ quan? Đầu tiên là lý do khách quan trước. Anh ấy thất vọng quá về việc team đối xử với mình. Sau đó thì anh sinh ra chán và không tập luyện nhiều chắc. Sau đó thì gãy. Rồi, Jerax. Vâng, Jerax anh ta vẫn có thể sống được, chưa chết. Kulka ném thuyền bên trong, BKB đã được mở ra, có hiệu ứng thuyền rồi. Trời tới đi, Gyrocopter nhìn ta bắn kìa. Vâng, đạn giải liên tục, King AD lại chết rồi. S4 có Dominating, OG đang gang rep đối phương. Weha ngày xưa ông lên đỉnh team Secret của Weha cộng với cả Puppy vô địch Major. Thời đấy cũng là đỉnh của đỉnh ấy chứ, giết hết đấy chứ anh em. Major thời đấy căng lắm đấy. Á quân chung kết thế giới mà. V
thời đấy thế là kinh rồi. Tôi đánh giá Wiha ngày xưa so sánh solo mid số 1, số 2 thế giới. Thế cũng là lên đỉnh sự nghiệp đấy chứ. Nhưng mà duy trì tài năng hơi khẻo. Have fun, HFN. Slug đã bị ra đi trong một nốt nhạc. Naga mở ngủ ra, nhưng mà mở ngủ để cứu ông Duster vẫn bị đấm liên hội vào mông. Thôi sao, tạm biệt. Đi làm motor đánh vỡ motor lắp đi tuần. Tavo cộng với cả Weha dính Grimcoin. Chết hết, chết sạch. Trông rất giống là chết hết, chết sạch. Không rồi, may quá. Bật BKB thoát khỏi Grimcoin. Mặc dù vậy thì bên phía team Pain Gaming thì tôi không biết là họ lưu luyến cái gì. Tí gấp lại Liquid, xong Liquid thua Pain 2-0. Ồ. EU thì sẽ có OG này, OG là phải đánh qualifier rồi, OG họ thay đổi đội hình mà. Rồi, Weha chết rồi, không có BKB sống kiểu gì. A Splinter của Jerax. Biểu diễn tí cho vui, GG tới từ bên phía team Pain Gaming và OG. Chính thức lọt vào vòng main stage. Sao lại Mai mày đánh? Mà mày đánh là đánh bảng này thôi, chúng ta vẫn còn trận nữa, không phải là trận ở trong cái bảng này, đây là bảng B. Chúng ta sẽ có những trận đấu ở bảng C. Ví dụ như đó là trận giữa cái gì nhỉ? Optic và Mineski. Hôm nay sẽ đánh hết hai loạt trận đầu của ba bảng. FPT Playbox biến TV thường trở thành Smart TV, kho nội dung phong phú, tương thích với mọi loại TV, sử dụng với mọi nhà mạng, truyền hình xem lại lên đến 48 giờ, 150 kênh truyền hình đặc sắc. Các chương trình thể thao độc quyền. Hàng ngàn bộ phim bom tấn Hollywood. FPT Playbox xem không giới hạn.